Hiện tại khi các bác mua một sản phẩm này chỉ còn với mức giá là bao nhiêu? 21.800.000 đồng là giá đã bao gồm là hoàn thiện nhập kỹ hết, tặng đầy đủ là một kính bàn, một kính đôn và một bộ combo khay trà. Vâng, xin chào tất cả mọi người, và trong video clip ngày hôm nay thì em muốn trân trọng giới thiệu mọi người một bộ sản phẩm Âu Hào Hộp, hàng đẹp, hàng trộn gỗ và trộn vân cơ sở nha, em vừa hoàn thiện xong. Thì bộ sản phẩm này mọi người xem đến hết video của clip này, em sẽ có một mức giá vô cùng sốc cho chị em mình. Thì đầu tiên muốn giới thiệu các bác là hiện tại bộ Âu Hào Hộp này thì em đang làm là gồm 6 món, một đoàn, 2 ghế, một bàn và 2 đôn. Đầu tiên em muốn giới thiệu các bác chiếc đoàn dài. Thì cơ sở em đang làm với kích thước là dài lên tới là 2m43, sâu là 60 và cao là 1m13. Toàn bộ là hàng để trơn tru thì các bác rất là dễ lau chùi. Đặc biệt là bộ sản phẩm này cơ sở em đang làm trên là chất liệu hương đá, hàng trộn vân mọi người nhá. Trương là trương bực cuốn thư và để trơn. Vách cũng là vách để trơn. Và bộ sản phẩm này em đang làm theo tiêu chuẩn là hàng dày dặn mức phổ thông, loại đẹp. Vách để trơn này, trộn vân hết. Cột này em đang làm là bản cột là cột rộng 12. Cột rộng 12, dày là hơn 6 phân, cột là cột đục móng. Tê hộp toàn bộ để trơn hết. Và bộ sản phẩm này thì em đang làm hàng trộn vân, trộn gỗ rất là đẹp và hương đá 100% các bác nhá. Và ván mặt bộ sản phẩm này em đang làm là ván mặt dày 1/4, hàng khung tranh dày 2/8, chân là chân 10. Và một cái đoạn lớn như này thì các bác phải ngồi tầm 4 người lớn, ngồi rất chi là thoải mái. Và những cái dòng sản phẩm Âu Hào Hộp như này thì rất phù hợp với những không gian phòng khách nhà hiện đại, nhà ống, những căn biệt thự mái thái kê vào trông rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đây tổng quan chiếc đoạn dài mọi người xem. Và hiện tại bộ sản phẩm này em đang kê chữ H thì sẽ kê chiếm diện tích vào phòng khách nhà các bác hết khoảng là 13m². Bàn lớn thì đang làm với kích thước là rộng 70, dài tầm 1m4. Bàn là toàn bộ là mặt bàn để trơn. Khi mọi người mua sản phẩm nhà em sẽ có tặng kèm theo đó ở trên này là một bộ combo khay trà và một kính bàn, một kính đôn dày 9 ly. Bàn đôn thì có đầy đủ ngăn kéo để cho mình kéo ra vào đồ. Hàng là hàng khung, là khung mặt dày là 2/8, ván dày 1/4, chân là chân 10. Đôn kèm bàn thì cơ sở em đang làm với kích thước là rộng 40, dài là 70. Toàn bộ là hàng để trơn hết và hoàn thiện đẹp kỹ hết của các bạn. Tất cả những kể cả những dòng sản phẩm mà hàng đặt lẫn hàng phổ thông thì em đều là hoàn thiện đẹp kỹ cho mọi người. Cũng sẽ tặng các bác một kính ở trên này này. Và tiếp theo đó ở cuối thì có một chiếc đôn thấp để ngồi. Thì em đang làm kích thước là rộng 40, dài 40. Cái đôn này thì cơ sở như em là đang làm là toàn bộ là cái ván này cũng là ván xẻ nguyên một tấm này. Ván chuẩn hương đá 100% hết, chọn vân hết, các bạn xem vân veo rất đẹp luôn. Khung mặt dày 2/8, ván 1/4. Và đối với chiếc đoạn lớn nhá là có hai chiếc ghế đơn. Đây em sẽ ngồi thử các bạn xem chiếc ghế đơn của bộ Âu Hào Hộp hàng phổ thông này. Ngồi cũng rất chi là vừa vặn và thoải mái. Và ghế đơn này em đang làm kích thước là sâu 60, ngang là 90, cao 1m13. Đấy, các bạn nhìn xem hai ghế đơn này kích thước y hệt nhau. Toàn bộ là hàng để trơn tru, chọn vân hết mọi người nhá. Vân của gỗ hương đá 100%. Và riêng nói về dòng hương đá thì các bạn biết rồi. Hương đá bây giờ là một trong những chất liệu gỗ mà được cực kỳ nhiều khách hàng săn đón. Đặc biệt hơn là hương đá bây giờ các bác dùng càng lâu thì giá trị nó càng cao. Còn cái ưu điểm của hương đá thì mọi người nhìn thấy trên màn hình, vân veo của nó đẹp, gỗ đều mò và tông gỗ rất là mịn các bác nhá. Tổng quan hai ghế đơn này, toàn bộ là hàng cột là cột 12. Đã như em sẽ làm khác biệt đi trên thị trường. Nhiều nơi người ta bán với mức giá nó chỉ như nhà em thôi, nhưng mà cái cột người ta chỉ làm cột 10 thôi, còn nhà em làm là cột rộng 12. Luôn luôn là làm sẽ khác biệt trên thị trường. Đấy mọi người thì có thể tham khảo cho em. Đấy, hai chiếc ghế đơn. Thì vừa xong, em đã giới thiệu xong cho mọi người một bộ sản phẩm Âu Hào Hộp, mẫu là mẫu để trơn tru, hàng trộn gỗ trộn vân như này. Thì em xin công khai báo giá các bác luôn. Hiện tại khi các bác mua một sản phẩm này chỉ còn với mức giá là bao nhiêu? 21.800.000 đồng là giá đã bao gồm là hoàn thiện đẹp kỹ hết, tặng đầy đủ là một kính bàn, một kính đôn và một bộ combo khay trà. Khi mua sản phẩm này thì em sẽ hỗ trợ vận chuyển cho các bác trong bán kính là 50 km, có bảo hành người là 15. Đấy mọi người hãy liên quan tâm sản phẩm này, hãy liên hệ cho cơ sở nhé để em tư vấn trực tiếp cho mọi người qua số điện thoại, hotline, Zalo em sẽ ghi trên video nhà em, hoặc là đến trực tiếp cơ sở nhé. Và đây xem hàng là cơ sở 1, có cả khu vực hoàn thiện, khu vực trưng bày sản phẩm và cả khu vực dựng mộc để mọi người xem đến có trải nghiệm tốt nhất là cạnh cây xăng cầu ngoài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội các bác nhé. Mời qua hãy liên hệ cơ sở nhé để em tư vấn mọi người. Giờ thì em cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và theo dõi hết video clip cơ sở nhé. Mọi người xem video của em mà thấy hay, ủng hộ em bằng những like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp em. Cảm xin chào và gặp lại người những video sau. Xin chào mọi người.